Thưa quý vị và toàn thể các bạn, trong xu thế hội nhập, ngoại giao và phát triển hiện nay, thì việc cải tiến, kế thừa, phát triển di sản văn hóa chữ viết là việc làm thường xuyên, như lời của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hằng nhắc nhở, là trách nhiệm của mọi người con dân Việt. Có như vậy, chữ viết của chúng ta mới xứng tầm với các ngôn ngữ khác trên thế giới. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chữ viết mong được đóng góp, cống hiến vào sự phát triển chung của đất nước. Trung tâm rất mong được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và người yêu chữ trong và ngoài nước để trung tâm ngày càng phát triển. Thay mặt ban lãnh đạo trung tâm, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn trong buổi ra mắt hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.